tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho tất cả chúng ta từ rất lâu đời. Và trong thời điểm hiện tại, thời gian đo lường và thức uống sang trọng đẳng cấp với đa dạng loại và giá cả khác nhau. Mời bên dưới để thưởng thức được ban và món quà thể hiện giá trị và hiểu biết của dịp lễ Tết, nhắm được nhu cầu đó. Tại đây chúng tôi giới thiệu với kinh nghiệm nhiều lần kinh doanh hiệu ban được chính hãng và tận gốc với giá chỉ bằng thậm chí 1/2 số thị trường. Xin chào các anh, các chị, các bạn, các cô, các chú đã có mặt tại buổi khai trương Du Lan Hương Dừa Vang ở nhà hàng Râu ngày hôm nay. Thì em cũng xin được chia sẻ về những chai Dừa Vang đang được trưng bày ở đây. Thì toàn bộ tất cả những chai Vang đang được trưng bày ở đây là được nhập khẩu trực tiếp từ những làng nghề truyền thống ở bên Ý. Và ở nhà quận 10 này là một cái sự đặc biệt so với mặt bằng chung của tất cả nhà khác, và chúng mình sẽ nhập rượu vang còn bán ra mức giá rất là cao. Thì ở riêng ở nhà hàng Bravo thì anh chị sẽ được trải nghiệm ở một mức giá và mức giá bán lẻ ở thị trường luôn. Nên thành ra là đây là cái điểm để chúng ta có một cái không gian, một cái nơi ấm cúng và chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều trong thời gian tới. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn để các anh chị, các cô chú có mặt buổi lễ ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Chào các bạn, thì ngày hôm nay mấy anh em đang có mặt tại nhà hàng Royal House, Royal Seafood nằm ở trên số 324 ở trên 12 đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nhà hàng của anh chơi trong hội của tôi. Ngày nay thì người ta đã chuyển sang sử dụng vang dần thay thế cho những dòng bia với lại rượu. Thì riêng với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích dùng vang, tôi dùng vang tầm 3 năm nay rồi. Thì vang ở đây thì chủ yếu sử dụng là vang Ý, nhập trực tiếp từ Ý về. Thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, bởi vì cái nồng độ trong vang nó không quá nặng, không quá cao. Thứ hai là nó được ngâm bằng trái cây lên men. Và một số những công thức đặc biệt của những chuỗi cửa hàng người ta làm ra. Thế nên là uống vào mình cảm giác được cái vị cũng như thể là cái độ tinh tế trong vang. Đối với lại những người sử dụng vang ấy, thì chúng ta quan tâm nhiều đến thứ nhất là về không gian. Uống vang phải có một không gian phù hợp. Cái thứ hai là về cái khẩu vị, tức là về cái đồ dùng đi kèm với lại vang. Vang nó không dùng đại trà như một số những cái đồ như ta uống bia. Bởi vì uống thưởng thức vị vang nó phải phù hợp với những cái vị chúng ta ăn kèm. Bởi vì nếu như chúng ta dùng không đúng thì nó sẽ bị phá khẩu vị của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là thưởng thức vang cần phải có những người đồng hành, tức là có những người bạn. Thì trong hôm nay của tôi đây cũng đều là những anh em rất là thân thiết. Tức là chúng ta thưởng thức cái vị đấy, nhâm nhi những câu chuyện thì đấy sẽ là cái cuốn hút nhất ở trong buổi tiệc. Thì nếu bạn nào mà sở thích uống vang thì các bạn hãy tới 324 ở trên 17 đường Lý Thường Kiệt. Nơi đây thì tôi khẳng định với các bạn rằng đây là một nơi sử dụng vang Ý nhập trực tiếp từ bên Ý về. Không phải là hàng nhái hay là không phải hàng giả kém chất lượng. Bởi vì tôi sử dụng ở đây khá lâu rồi và tôi cam kết với các bạn rằng đây là sử dụng vang thật nhập khẩu từ Ý về, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chút nữa đi vào trong khui một số chai thì tôi sẽ review thêm hơn. Bây giờ phải gọi mọi người order menu rồi đã. Tạm biệt.